Hy Lạp được cho thêm thời gian nhưng không được tài trợ khẩn cấp. Các nhà cho vay quốc tế của Hy Lạp đã đồng ý vào khuya hôm thứ Hai gia hạn thêm 2 năm nữa cho Hy Lạp để thực hiện việc cắt giảm nợ quốc gia. Nhưng khu vực đồng euro và quỹ tiền tệ quốc tế đã có tranh cãi gay gắt về thời hạn để thu nhỏ khoản nợ của quốc gia Hy Lạp. Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro tập trung tại Bruxelles đã không giải ngân thêm viện trợ cho quốc gia nặng gánh nợ nần, và khi chấp thuận yêu cầu cho Athens thêm nhiều thời gian hơn, khu vực đồng euro phải đối mặt với một hóa đơn tài trợ thêm khoảng 33 tỷ euro. Chủ tịch các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro, ông Jean-Claude Juncker cho biết, một cuộc họp của nhóm đồng euro sẽ diễn ra vào ngày 20, trong khi các quan chức cho biết cần có thêm các cuộc đàm phán vào tuần sau để đưa ra một hợp đồng mới. Mặc dù Hy Lạp đã thông qua ngân sách 2013 đầy khó khăn vào cuối tuần trước, với hy vọng sẽ đáp ứng các điều kiện để được nhận 31,5 tỷ euro trong khoản vay khẩn cấp theo chương trình cứu trợ tài chính thứ hai, nhưng các nhà cho vay của Hy Lạp vẫn còn cần phải đồng ý về cách làm cho các khoản nợ của nước này có thể chịu đựng được trong thập niên tới. Mặc dù không đồng ý viện trợ ngay lập tức, Ủy viên Liên minh châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ, ông Olli Rehn đã nhấn mạnh sự tiến bộ của Hy Lạp và hy vọng những người hoài nghi về khả năng của Hy Lạp sẽ lưu ý đến những con số kinh tế quan trọng. Ông Rehn nói với các nhà báo rằng điều đáng lưu ý là sự cải thiện trong sự cân đối cấu trúc ngân sách của Hy Lạp đã vượt qua 10 điểm phần trăm yêu cầu khi bắt đầu chương trình đầu tiên vào tháng 5 năm 2010 cho giai đoạn 2009-2014. Hy Lạp đã cải thiện sự cân bằng cấu trúc hơn 13 điểm phần trăm của tổng sản lượng quốc gia kể từ năm 2010, và tỷ lệ này sẽ gia tăng hơn nữa với việc thực hiện các biện pháp bổ sung được dự kiến cho năm 2013 và 2014. Một báo cáo của Bộ Tam Troika, bao gồm Quỹ ban châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tính toán rằng cho Hy Lạp thêm 2 năm để đáp ứng các mục tiêu cắt giảm nợ trực tiếp sẽ để lại một lỗ hổng tài chính là 32,6 tỷ euro, cần được lấp đầy vào năm 2016. Thảo luận về việc làm thế nào để lấp đầy khoảng trống tài chính này sẽ là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của các bộ trưởng khi họ họp với nhau vào lần tới. Mục tiêu đã được thiết lập vào tháng 3 cho Hy Lạp đạt được một thặng dư chính là 4,5% tổng sản lượng quốc gia. Thời hạn này nay được dời đến năm 2016. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế đã không đồng ý với ông Juncker, là người đã nói mục tiêu để giảm nợ của Hy Lạp xuống còn 120% GDP vào năm 2020, từ mức khoảng 190% trong năm tới, cũng cần phải được gia hạn thêm 2 năm. Bà Lagarde cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế đã có những quan điểm khác với khu vực đồng euro, nhưng những gì quan trọng là tính bền vững của nợ của Hy Lạp để đất nước này có thể đứng lên trở lại trên đôi chân của chính mình. Quỹ tiền tệ quốc tế đã thiết lập mức 120% là mục tiêu, nói rằng bất cứ mục tiêu nào cao hơn sẽ không bền vững do triển vọng tăng trưởng kinh tế thấp của Hy Lạp và các yêu cầu cao trên thị trường vay vốn bên ngoài. Các nhà cho vay của Hy Lạp sẽ không cung cấp thêm tiền cho đến khi có một phân tích về sự bền vững của nợ của Troika đã cho biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Phân tích này, theo dự kiến, sẽ được thảo luận tại cuộc họp vào ngày 20 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Pháp khi rời cuộc họp đã tỏ ra lạc quan, nói rằng những nỗ lực của Hy Lạp đã được công nhận và cho rằng đất nước đang đi đúng hướng. Mặc dù không có một thỏa thuận cuối cùng về đợt viện trợ tài chính sắp tới, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Yannis Tournaras, cho biết ông hài lòng với đường hướng của các cuộc thảo luận và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 20 tháng 11. Các khoản vay đã bị ngưng kể từ khi Athens không đạt được các hứa hẹn cải cách và cắt giảm ngân sách, một phần là do tổ chức hai cuộc bầu cử trong thời gian 3 tháng đầu năm nay. Quỹ tiền tệ quốc tế đã thúc đẩy các chính phủ xóa một số các khoản cho vay chính thức của họ cho Hy Lạp, nhưng Đức, Ủy ban châu Âu và những quốc gia khác đã nói rằng điều này là không hợp pháp.